Từ thủ đô Washington, đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh. Tấn Chương kính chào quý vị. Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế bảo trợ hai tù nhân tôn giáo Việt Nam. Kiều hối về Việt Nam nhiều khả năng giảm mạnh vì virus corona. Giáo sư Mỹ thay đổi nhận định về thành tích của Việt Nam trong chống dịch COVID-19. Và nhiều tin tức khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế USCIRF vừa công bố bản báo cáo đặc biệt về tù nhân lương tâm tôn giáo ở Việt Nam, trong đó nêu hai trường hợp tiêu biểu là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Bắc Truyền và mục sư Tin lành Tây Nguyên A Đảo. Đây là hai tù nhân tôn giáo của Việt Nam trong danh sách 14 tù nhân lương tâm tôn giáo trên thế giới vừa được các ủy viên của USCIRF bảo trợ. Báo cáo ngày 9 tháng 6 của USCIRF cho biết, trong số hơn 250 tù nhân lương tâm tại Việt Nam, ước tính có 1/3 bị bỏ tù vì có liên quan đến hoạt động tự do tôn giáo hay niềm tin tôn giáo, gồm cả Công giáo, Tin lành và Hòa hảo. Báo cáo nhận định rằng các tù nhân tôn giáo không được trại giam cho tiếp cận kinh sách hoặc được chăm sóc y tế đầy đủ, và một số nhà lãnh đạo tôn giáo đã bị bắt chỉ vì họ ủng hộ cho tự do tôn giáo nói chung hay cho một số cộng đồng tôn giáo cụ thể. Hai người được USCIRF tuyên bố bảo trợ là mục sư A Đảo, người bị chính quyền Việt Nam cáo buộc tham gia tổ chức cho một số trường hợp người dân tộc thiểu số trốn sang Thái Lan, và ông Nguyễn Bắc Truyền, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hiện đang thụ án 11 năm tù tại Việt Nam. Trong phúc trình thường niên năm 2020, USCIRF kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ liệt Việt Nam vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế. Tuy nhiên, chính quyền Hà Nội luôn nói rằng không có tù nhân lương tâm cũng như không có nạn nhân bị áp bức vì thực hành tôn giáo hay niềm tin ở Việt Nam, mà chỉ có những người bị bắt giam vì vi phạm pháp luật. Lượng kiều hối về Việt Nam năm ngoái lên tới 17 tỷ đô la, chiếm 6,5% GDP, nhưng năm nay số tiền người Việt ở hải ngoại chuyển về nước nhiều khả năng sẽ giảm mạnh vì virus corona. Ngân hàng Thế giới World Bank mới đưa ra dự báo rằng năm 2020, lượng kiều hối toàn cầu sẽ giảm mạnh khoảng 20% do khủng hoảng kinh tế bắt nguồn từ đại dịch COVID-19 khiến nhiều hoạt động bị đình trệ. Tổ chức Tài chính Quốc tế này nói thêm rằng đây là mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây, phần lớn là do thu nhập và việc làm ở nhóm lao động di cư vốn dễ bị mất việc làm và thu nhập do khủng hoảng kinh tế ở các nước sở tại. Ngân hàng Thế giới nhận định rằng tính riêng Đông Á và Thái Bình Dương, dòng kiều hối chảy vào năm 2020 sẽ giảm khoảng 13%. Tổ chức này cho rằng đây là hậu quả của sự sụt giảm dòng tiền từ Hoa Kỳ, nguồn kiều hối lớn nhất của khu vực này. Năm ngoái, Việt Nam là nước nhận kiều hối lớn thứ ba ở Đông Á và Thái Bình Dương, và báo chí trong nước nói rằng dòng tiền từ Mỹ là nguồn tiền huyết mạch của nhiều hộ gia đình ở Việt Nam. Cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam đầu năm 2020 dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói với người Việt từ hải ngoại về nước đón Tết Nguyên đán rằng ông đánh giá cao kiều hối của bà con có ý nghĩa lớn cho kinh tế đất nước, và Việt Nam là một trong 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Giáo sư Steve Hank của Đại học Johns Hopkins ở Mỹ nhận định rằng Việt Nam ứng phó rất xuất sắc với dịch bệnh, nhưng lại nghi ngờ về dữ liệu COVID-19 của Hà Nội vì cho rằng hầu như không có tự do thông tin báo chí ở Việt Nam. Bình luận mới nhất được vị giáo sư đưa ra sau khi truyền thông Việt Nam phẫn nộ chỉ trích vì ông đăng trên Twitter một biểu đồ nói rằng Hà Nội không cung cấp dữ liệu về dịch COVID-19. Theo trang tin Medium, có gần 300 chữ ký gửi đến trường Đại học Johns Hopkins yêu cầu ông Hank rút lại đoạn tweet trong đó gọi Việt Nam là quả táo thối trong việc cung cấp dữ liệu COVID-19. Từ Baltimore, vị giáo sư kinh tế ứng dụng tại Đại học Johns Hopkins nói với VOA rằng ông đã gửi yêu cầu đến Worldometer để họ điều chỉnh vì biểu đồ mà ông sử dụng trên Twitter là lấy dữ liệu từ công ty thống kê này. Dù giáo sư Hank nói ông không nghi ngờ về việc Việt Nam không có ca tử vong nào do có biện pháp chặn dịch và các biện pháp này còn mạnh hơn cả khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, nhưng lại không thể không nghi ngờ về các dữ liệu COVID-19 của Việt Nam do không có nguồn thống kê độc lập. Lý do chính khiến tôi nghi ngờ là liệu có tự do báo chí ở Việt Nam hay không. Hầu như không có tự do báo chí ở đó,
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, RSF, xếp hạng Việt Nam vào một trong những thứ hạng tồi tệ nhất trên thế giới, 175 trên 180. Như vậy là gần như không có tự do báo chí ở Việt Nam, theo RSF. Tạp chí The Economist số ra ngày 13 tháng 6 có một bài viết dài về tự do báo chí ở châu Á bị đàn áp trong dịch COVID-19 và Việt Nam là một trong những quốc gia bị nêu trên tạp chí này. COVID-19 nguy hiểm đến mức nào? 80% trường hợp là nhẹ. Những người trẻ và khỏe mạnh có nguy cơ thấp. Người cao tuổi và người đang có bệnh nặng có nguy cơ tử vong. Nếu bị ho, sốt và khó thở, hãy liên hệ với bác sĩ ngay và tránh xa những người khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới www.who.int, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh www.cdc.gov. Hiện tại, theo thông báo của nhà chức trách, thì Việt Nam đang giai đoạn cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới, vừa chống dịch vừa khôi phục phát triển kinh tế và vẫn phải ứng phó với nguy cơ bùng phát dịch trở lại. Đáng ngại là như lời ông Hai, người dân nghĩ rằng hết dịch. Bây giờ đã phục hồi nữa rồi, phải không? Thì người ta đi làm lại, đó, nhưng mà có nghĩa là rất tốt rồi. Nói chung là rất tốt, mà cũng không thẳng thể bằng hồi chưa có dịch được. Không, người ta cũng còn e ngại, một số người e ngại, này là kia đó. Nhưng mà nói chung là đang tốt lên. Hiện tại thì đường xá nhiều nơi bắt đầu bị kẹt trở lại do mật độ giao thông đang dần tăng trở lại như trước khi xảy ra dịch COVID. Người dân cũng không bận tâm đến yêu cầu giữ khoảng cách nào đó để ngừa dịch trong cộng đồng. Ngay cả khẩu trang cũng bớt dần, ông Phát nói. Lúc trước thì cũng đeo nhiều mà bây giờ thấy người ta cũng bớt rồi, bớt đeo bớt. Giờ lúc mà còn dịch thì người ta đeo là khác rồi, nhưng lúc này có giảm dịch bớt thì người ta cũng giảm bớt. Theo lời ông Hai thì có ý kiến trong mùa dịch, cũng có người ra đường không đeo khẩu trang. Kỹ không kỹ đeo khẩu trang, cái đó là vấn đề của mỗi người. Ta kỹ hoặc là không kỹ, cái người ta không đeo cũng đâu sao đâu. Trong mùa dịch đó, đâu phải ai cũng đeo đâu, người ta không đeo rồi bây giờ cũng đâu gì đâu. Rồi Việt Nam mình đâu có ai chết đâu. Có lẽ với tâm lý chưa nghe ca tử vong nào vì dịch COVID ở Việt Nam, nên mặc dù báo chí đưa tin sau gần 2 tháng không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, thì Bắc Kinh giờ đang bùng phát trở lại với ổ dịch COVID tại chợ đầu mối. Ông Hai nói rằng vẫn không gì phải sợ. Định lại thì đó là phải chấp nhận thôi. Tại hồi Bắc Kinh người ta, mấy nước người ta cũng chấp nhận vậy thôi. Chứ không lẽ giờ đói hết chờ chết. Không lẽ chờ chết. Nếu mình bây giờ mà trở lại cô lập như lúc đầu nữa là te tua nữa. Đói là ai lo. Đó mới có một tháng mấy à mà mình còn phải dính đâu. Đến bây giờ còn làm ăn lợi mà cũng chưa làm được nữa. Ông Hai nói nếu giờ đây lo sợ dịch tái bùng phát nên phải chọn sống trong yêu cầu ràng buộc đủ mọi thứ chuyện của cách ly toàn xã hội như vừa qua. Thì người nghèo sẽ có thể chết vì đói. Tâm lý này dẫu cá biệt, song cho thấy có vẻ người dân đang thờ ơ với dịch COVID. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Trung Quốc ngày 18 tháng 6 bác những cáo buộc cho rằng Bắc Kinh can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới tại Mỹ sau những tuyên bố trong một cuốn sách mới của ông John Bolton, cựu cố vấn cho Tổng thống Trump, rằng ông Trump trong cuộc họp thượng đỉnh năm 2019 từng khẩn khoản yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp ông tái đắc cử.
Ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Trung Quốc tuân thủ nguyên tắc bất can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước khác. Cựu cố vấn Joe Bolton tố cáo Tổng thống Trump mưu tìm sự giúp đỡ của Trung Quốc để tái đắc cử vào năm 2020 bằng cách chấm dứt cuộc thường chiến và khuyến khích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xây dựng những trại tập trung giam giữ người Hồi giáo Uyghur tại miền Tây Trung Quốc. Những cáo buộc này tương tự như những cáo buộc trước đây cho rằng ông Trump từng mưu tìm sự hỗ trợ chính trị từ Ukraine dẫn tới cuộc đàn hạc Tổng thống tại Quốc hội. Diễn tiến này xảy ra cùng ngày khi ông Trump ký luật tăng cường áp lực lên Trung Quốc về sự đàn áp tại Tân Cương, nơi nhà chức trách đã bắt giam hơn 1 triệu người trong các trại tập trung. Phát ngôn viên Hoàng Triệu ngày 18 tháng 6 mạnh mẽ lên án luật Mỹ tăng cường áp lực lên Trung Quốc và kêu gọi Hoa Kỳ chỉnh sửa lại những sai lầm ngay lập tức và ngưng sử dụng luật liên hệ đến Tân Cương để làm hại những quyền lợi của Trung Quốc. Nếu không, Trung Quốc chắc chắn sẽ có những biện pháp chống trả. 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong vụ đụng độ tối 15 tháng 6 là vụ đụng độ chết chóc nhất giữa hai nước Ấn-Trung trong 45 năm qua. Một liên đoàn các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ấn Độ đã kêu gọi tẩy chay 500 loại hàng hóa Trung Quốc, bao gồm đồ chơi và hàng may mặc. Ông Pravin Khandelwal, tổng thư ký liên đoàn tất cả các nhà buôn Ấn Độ, nói việc tẩy chay này có thể làm Trung Quốc thiệt hại 13 tỷ đô la. Ngày 18 tháng 6, Ấn Độ cảnh báo Trung Quốc tránh đưa ra những tuyên bố quá đáng và không biện hộ được đối với khu vực thung lũng Galwan, trong lúc cả hai đang cố gắng chấm dứt đối đầu tại vùng Himalayas, nơi xảy ra vụ đụng độ chết người. Ông Khandelwal cho biết lời kêu gọi tẩy chay được đáp ứng mạnh mẽ từ giới doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng. Tuy nhiên, một sự tẩy chay rộng rãi hơn có thể gây phản ứng ngược nếu Trung Quốc trả đũa bằng cách cấm xuất khẩu những nguyên liệu thô mà ngành dược của Ấn Độ đang sử dụng. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền trên khoảng 90.000 km2 lãnh thổ tại vùng Đông Bắc Ấn Độ, trong khi Ấn Độ nói Trung Quốc chiếm 38.000 km2 lãnh thổ Ấn Độ tại cao nguyên Assam Chin ở Himalayas. Ấn Độ đơn phương tuyên bố Ladakh là lãnh thổ liên bang trong khi tách rời vùng này ra khỏi khu vực tranh chấp Kashmir vào tháng 8 năm 2019. Trung Quốc nằm trong số các nước lên án mạnh mẽ động thái này và đưa vấn đề lên các diễn đàn quốc tế, kể cả tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngày 18 tháng 6, chính phủ Nhật nhắc lại những quan ngại sâu sắc về quyết định mới đây của Trung Quốc áp đặt luật an ninh lên Hồng Kông. Khối 7 nền kinh tế hàng đầu G7 kêu gọi Trung Quốc xét lại kế hoạch áp đặt luật an ninh trên lãnh thổ bán tự trị Hồng Kông, theo tuyên bố chung công bố ngày 17 tháng 6. Ông Yoshihide Suga, phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ Nhật nói, Nhật chia sẻ quan điểm với các đối tác G7 và nhiệt liệt tán dương việc công bố tuyên bố này. Ông Suga nói làm sao để Hồng Kông vẫn giữ được sự tự trị cần thiết theo nguyên tắc một quốc gia, hai hệ thống là điều cốt lõi. Luật an ninh quốc gia nhằm ngăn chặn hành động ly khai mà Bắc Kinh cho là đã khơi mào những cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài nhiều tháng trời tại Hồng Kông, một trung tâm tài chính của toàn cầu. Các thành viên của G7 bao gồm Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật và Anh. Hàn Quốc ngày 18 tháng 6 cho biết chưa phát hiện Triều Tiên có những hoạt động đáng ngờ nào, một ngày sau khi Bình Nhưỡng đe dọa bằng những hành vi khiêu khích tại biên giới, vi phạm thỏa thuận giảm bớt căng thẳng năm 2018. Triều Tiên nói sẽ đưa quân đến các địa điểm hợp tác liên triều trên lãnh thổ của nước này, dựng lại các đồn canh và tái khởi động các cuộc tập trận tại phía bắc của biên giới với Hàn Quốc. Các bước này sẽ hủy bỏ những thỏa thuận năm 2018 cấm hai miền Nam Bắc có những hành động thù nghịch chống bên kia. Ông Kim Jun-rak, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Tham mưu Hỗn hợp cho báo giới biết chưa có chỉ dấu cho thấy Triều Tiên bắt đầu thực hiện lời đe dọa. Ông nói Hàn Quốc vẫn chuẩn bị sẵn sàng về quân sự để đối phó với mọi tình huống. Ngày 17 tháng 6, quân đội Hàn Quốc cảnh báo là Triều Tiên sẽ đối mặt với những hậu quả nếu vi phạm những thỏa thuận. Hai đối thủ đã gia tăng thù nghịch mạnh mẽ trong những ngày gần đây với việc Bình Nhưỡng gay gắt chỉ trích những truyền đơn tuyên truyền mà các nhà hoạt động Hàn Quốc đã gửi qua phía Triều Tiên. Ngày 15 tháng 6, Triều Tiên phá hủy một văn phòng liên lạc liên triều bỏ không do Hàn Quốc bỏ tiền xây dựng nhưng nằm trên lãnh thổ Triều Tiên. Iran phóng thử phi đạn hành trình trong cuộc tập trận hải quân tại vịnh Oman và phía bắc Ấn Độ Dương, truyền thông nhà nước loan tin ngày 18 tháng 6. Truyền hình nhà nước Iran trình chiếu vụ phóng phi đạn và bắn trúng mục tiêu, trong khi một bản tin của thông tấn xã chính thức IRNA nói phi đạn đã bay xa 280 km. Bản tin nói cuộc thử nghiệm diễn ra trong một cuộc tập trận của Hải quân Iran tại vịnh Oman và Ấn Độ Dương.
tầm xa của phi đạn có thể được nới rộng, tuy nói thêm nhưng không nêu chi tiết. Iran thường xuyên tổ chức tập trận tại vùng vịnh Oman, kế cận eo biển Hormuz, một vùng biển hẹp của vịnh Ba Tư mà hơn 20% dầu mỏ thế giới được vận chuyển ngang qua. Hoa Kỳ tích cực vận động để duy trì lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Iran. Lệnh này sẽ hết hạn vào tháng 11 tới đây. Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc trên thế giới cách đây 2 năm và phát động một chiến dịch áp lực tối đa chống Iran, khiến hai đối thủ đứng trên bờ vực xung đột. Những người đi vũ trường nhảy cùng nhau dù phải ngồi trên ghế để giữ khoảng cách an toàn tại một cuộc vui gần đây ở Hà Lan. Tôi mong đợi màn nhảy sôi động trên nền nhạc tuyệt vời của DJ Odin dù vẫn giãn cách xã hội. Nady, người đi vũ trường, sống ở thành phố Nijmegen này. Ngày thứ bảy phải là lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát, cuộc sống bắt đầu trở lại bình thường ở đó với cuộc vui dành cho đám đông có ý thức về virus corona. Những gì tôi nhìn thấy cho đến lúc này ngày hôm nay là mọi người vẫn rất thích chí, bởi vì trải nghiệm quá khác biệt so với bình thường, tôi nghĩ đó là điều mà bạn sẽ không dễ dàng quên được. Người quảng bá cho vũ trường Jonathan Brand cho biết, kế hoạch ban đầu là để khách nhảy cách nhau 1.5 mét, nhưng chính quyền địa phương từ chối ý tưởng đó và nói những người tham gia phải ngồi nhảy trên ghế của họ. Chúng tôi hy vọng có thể giúp mọi người vẫn có trải nghiệm về khiêu vũ, cách họ từng nhảy trước khủng hoảng. Nhưng tiếc là chúng tôi phải điều chỉnh một số điều. Thực ra thì theo tôi thấy nó vẫn rất tuyệt, mọi người vẫn nhảy, mặc dù ngồi ở ghế, họ vỗ tay, di chuyển cơ thể, nên rốt cuộc thì thật tuyệt. So với các buổi nhảy thâu đêm điển hình, những chương trình này chỉ kéo dài khoảng 20 phút nhiều lần trong ngày để nhiều người có thể tham gia. Tôi nghĩ đó là liều lượng âm nhạc vừa đủ hàng ngày. 20 phút là đủ, chắc chắn là như thế. Chỉ có 30 khách được phép vào bên trong cùng một lúc, nhưng vũ trường có kế hoạch tăng lên 100 khách vào tháng 7. Các buổi khiêu vũ không bán hết vé, nhưng các nhà quảng bá đã phát trực tuyến về các buổi khiêu vũ. Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam là những dẫn chứng về các quốc gia hành động sớm và hiệu quả để ngăn chặn sự bùng phát của dịch COVID-19 bằng cách đóng cửa các doanh nghiệp, thực hiện xét nghiệm diện rộng và truy tìm những người từng tiếp xúc với virus. Do đó, theo các nhà kinh tế, những quốc gia này đạt nhiều thành công nhất khi mở cửa lại nền kinh tế. Nếu áp dụng như vậy, thì khi mở cửa lại nền kinh tế, bạn thực sự có thể củng cố được niềm tin. Bởi vì trong số những điều chưa biết, đây là cách mà người tiêu dùng sẽ đáp lại với việc dần mở cửa lại. Các nước tiên tiến ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ đã thực hiện các nỗ lực cứu trợ quy mô lớn để bù đắp cho các doanh nghiệp và người lao động bị mất thu nhập trong thời gian đóng cửa kinh tế. Các quốc gia như Đức đã giữ được tỷ lệ thất nghiệp tương đối thấp bằng cách hoàn tiền cho các doanh nghiệp vẫn giữ nhân công nhàn rỗi trong biên chế. Tại Hoa Kỳ, nơi có tỷ lệ thất nghiệp lớn, người lao động được hưởng phúc lợi của các chương trình trợ cấp thất nghiệp. Nhưng những điểm bất cập trong các chương trình này đã khiến nhiều người Mỹ ngày càng phụ thuộc vào các chương trình hỗ trợ thực phẩm. Các nước đang phát triển vật lộn với đói nghèo trước khi đại dịch bùng phát đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi xuất khẩu và du lịch toàn cầu sụt giảm mạnh. Cảnh báo về nạn đói trầm trọng, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi gần 7 tỷ đô la viện trợ nhân đạo để giúp đỡ những người có nguy cơ cao nhất. Viện trợ nhân đạo không chỉ là một mệnh lệnh mang tính đạo đức, nó là sự cần thiết thực tế để chống lại virus. Nếu COVID-19 tàn phá những khu vực nghèo nhất, tất cả chúng ta đều có nguy cơ. Mặc cho nhu cầu hỗ trợ kinh tế ngày càng tăng, những người bảo thủ về tài chính đang ngày càng chống lại việc tăng nợ công của chính phủ Hoa Kỳ, vốn đã tăng lên hàng nghìn tỷ đô la kể từ khi đại dịch bắt đầu. Họ cảnh báo rằng chi tiêu dễ dàng sẽ bắt buộc phải tăng thuế và các biện pháp thắt lưng buộc bụng làm chậm đà tăng trưởng kinh tế trong nhiều năm tới. Nếu chúng ta thấy rằng mọi người không quay trở lại làm việc, thì sẽ cần có nhiều gói hỗ trợ hơn. Và khi đó, liệu có phải là tình trạng bắt đầu căng thẳng không? Là một trong những điều chúng ta sẽ nghe nhắc đến. Nhưng cho đến khi có vaccine ngừa virus corona hoặc một phương pháp điều trị đáng tin cậy, các nhà kinh tế cho biết vẫn khó dự đoán kinh tế sẽ suy yếu kéo dài bao lâu hay nghiêm trọng đến mức nào. Và họ cảnh báo mở cửa lại nền kinh tế quá sớm có thể kéo dài cuộc khủng hoảng.
nhà nghiên cứu Jordan Whitish, tác giả của dự án theo dõi môi trường, đã tạo ra một biểu đồ trực tuyến chỉ để thể hiện lượng khí thải nitơ dioxide. Tại các thành phố lớn trước và sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đại dịch COVID-19, kết quả là tại phần lớn các thành phố của nước Mỹ, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã giảm mạnh từ 15% tại San Francisco cho tới 30% ở Los Angeles. Trung bình trên toàn nước Mỹ, mức độ ô nhiễm khí nitơ dioxide giảm khoảng 30%, đó là mức giảm đáng ghi nhận. Và sự sụt giảm này thật sự phản ánh thay đổi trong thói quen của người dân bằng cách thu thập và hiểu về những tác động lên chất lượng không khí gây ra bởi sự thay đổi thói quen của con người. Chúng ta có quyền hy vọng có được những chính sách xây dựng một nền kinh tế bền vững. Ông Marshall Burke đến từ Trung tâm An ninh Lương thực và Môi trường của Đại học Stanford tin rằng số người được cứu sống nhờ vào sự sụt giảm khí thải có thể vượt qua số nạn nhân chết vì COVID-19. Chất lượng không khí được cải thiện khá đáng kể, khoảng 20-30% trong một khoảng thời gian rất ngắn tại Trung Quốc. Vậy nên theo tính toán một cách khắt khe của tôi, điều này có thể cứu được thêm 50.000 mạng người trên khắp Trung Quốc. Mặc dù vậy, sự sụt giảm trong ngành sản xuất công nghiệp đồng thời giảm mức tiêu thụ năng lượng chỉ đóng góp một phần. Bà Maya Amaras, một chuyên gia môi trường học của Đại học California, tin rằng bởi mọi người không ra khỏi nhà, cho nên lượng carbon thải ra môi trường cũng vì thế mà đi xuống. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng rằng có thêm nhiều người sẽ tiếp tục làm việc từ xa kể từ khi chúng ta áp dụng điều này, và nó đồng nghĩa với việc lượng khí thải sẽ có chiều hướng đi xuống. Chuyên gia về tối ưu năng lượng Tamer Akhmedov nói, đại dịch lần này là minh chứng cho việc hàng triệu người có thể thay đổi hành vi của mình một cách dễ dàng như thế nào trong khi tiếp thu những thói quen mới như làm việc tại nhà hay hạn chế sử dụng phương tiện công cộng. Thứ chúng ta nhìn thấy đó chính là nếu người dân thay đổi thói quen cùng lúc, chất lượng không khí cũng sẽ được cải thiện rõ ràng. Lý luận cho rằng hành động của chúng ta không mấy tác động lên môi trường và rằng chúng ta cần đến nhất 50 năm để nhìn thấy sự thay đổi đang được chứng minh là không chính xác. Đại dịch đã thay đổi cách con người ta nhìn nhận thế giới, theo lời nhà nhân trùng học Elena Konis. Những chiến dịch nhằm chặn đứng sự lây lan của bệnh lao trong thế kỷ 20 bắt đầu bằng việc tuyên truyền chống việc khạc nhổ ở Mỹ. Và dần dần theo thời gian, đó trở thành một hành động thiếu văn hóa. Nếu bạn nhìn vào một đại dịch gần đây hơn, HIV/AIDS, chúng ta bắt đầu bằng việc thay đổi hành vi một cách quyết liệt để chống lại bệnh dịch và bắt đầu sử dụng bao cao su thường xuyên hơn. Thứ mà mọi người đang chứng kiến lúc này, đó chính là kết quả nhanh chóng của một cuộc thử nghiệm bắt buộc nhằm cắt giảm khí thải nhà kính trên toàn cầu. Câu hỏi ở đây là liệu những thay đổi này có còn tồn tại sau khi cả thế giới bắt đầu mở cửa trở lại hay không? Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our saying today is, it's shady, from the film Imperfections. This movie is about an unemployed actress working in a Chicago jewelry business. She and the owner's son decide to falsely accuse someone of stealing their diamonds so they can keep them. Listen for the saying, it's shady. I have a way that we could make some serious money, but it's shady. I'm not necessarily opposed to shady. So what do you think it's shady means? Is it costs a lot? Or it is dishonest or illegal? Listen again. Did you get the right answer? I have a way that we could make some serious money, but it's shady. I'm not necessarily opposed to shady. It's shady means it is dishonest or illegal. In the movie, the man suggests doing something illegal to make a lot of money. If you do something shady, it is dishonest and sometimes even against the law. So anything shady is dangerous business.
And that is English at the Movies. I'm Anne Ball. Welcome to the Voice of America's News Words. This news word is about the nominations for the American Film Awards, known as the Oscars. Diverse. This year's nominees are more diverse than in recent years. In both 2015 and 2016, all 20 of the nominees for acting awards were white. This year, 7 people of color were nominated for acting awards. Diverse means differing from one another. In this example, diverse refers to a better representation of minority groups among the nominations for the 89th Academy Awards. Find more news words on our website, learningenglish.voanews.com. This is Everyday Grammar. I'm Lucia. And I'm Kaveh. The Oxford comma is getting a lot of attention lately, so let's explain a little more about it. Also known as the serial comma or the Harvard comma, the Oxford comma is placed before a conjunction, like and or, in a series of 3 or more items. Many people have a difference in opinion and whether to use the Oxford comma or not. Some argue against using the Oxford comma because they think it's old-fashioned and not necessary in a simple list. While others argue for the use of the Oxford comma because they say its use is more standard and it resolves any confusion in meaning. Let's take a look at this sentence. I love my parents, Michael Jackson, and Elvis Presley. This sentence without the Oxford comma could be confusing to some. They might interpret that the speaker's parents are in fact Michael Jackson and Elvis Presley. Not that the speaker loves everyone listed, his parents and Michael Jackson and Elvis Presley. While using the Oxford comma is more of a stylistic choice, the next time you write, I invited my friends, Washington and Lincoln, to dinner, think if you're expressing that your actual friends are Washington and Lincoln, or if you invited your friends and Washington and Lincoln. And that's Everyday Grammar. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiếngviệt.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Sau khi nhấn đăng ký subscribe, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voabanlambao@gmail.com. Tấn Chương xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.